Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị bắt. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, bị cáo buộc có sai phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 19 tháng 7. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự. Việc bắt bị can Nguyễn Thị Như Loan nằm trong quá trình mở rộng sai phạm xảy ra tại tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, công ty Cao su Đồng Nai, công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39 âm 39 mô bến Vân Đồn, phường 12, quận 4. Thì vô, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn cao su Việt Nam và các đơn vị cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước liên quan đến vụ án này. Ngày 17 âm 7, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với bốn người gồm Trần Ngọc Thuận, cựu thành viên hội đầu ti tổng giám đốc tập đoàn cao su Việt Nam về tội nhận hối lộ, Nguyễn Thị Hồng, cựu phó trưởng ban chỉ đạo 09, phó chủ tịch ủy ban nhân thành phố hôm khi về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. võ sĩ lực, cựu chủ tịch hội đợt thi, tập đoàn cao su việt nam và trần thoại, phó tổng giám đốc tập đoàn cao su việt nam cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. bốn bị can bị khởi tố liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam. trước đó nữa. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Lê Quang Thung, cựu tổng giám đốc, cựu quyền chủ tịch hội đồng tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và ông Huỳnh Trung Trực, cựu phó tổng giám đốc tập đoàn về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí cùng tội danh trên. Bộ Công an khởi tố Nguyễn Thị Cái, cựu tổng giám đốc công ty cao su Đồng Nai, Nguyễn Công Tài, cựu chủ tịch hội đồng ti công ty cao su Bà Rịa, Nguyễn Trọng Cảnh, cựu phó tổng giám đốc công ty cao su Bà Rịa. Lê Y Linh, cựu giám đốc công ty Thách nhiệt hạng thương mại tổng hợp Việt Tín, Đặng Phúc Dừa, cựu chủ tịch hội đợt công ty C đầu tư thương mại Việt Tín và Nguyễn Thành Châu, cựu chủ tịch hội đợt Y công ty cao su Đồng Nai, bị can Đoàn Ngọc Phương, phó cục trưởng cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, chủ tịch hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc bộ tên bị khởi tố, bắt giam về tội nhận hối lộ.